gì mà nó không xuống mất được. Nam mô ta sa pa ga wa to arahato samma sambuddhassa. Nam mô ta sa pa ga wa to arahato samma sambuddhassa. Nam mô ta sa pa ga wa to arahato samma sambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Ga Qua đó. Ngài là bậc A-la-hăng cao thượng, được chứng quả chánh biến chi do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Ga Qua đó. Ngài là bậc A-la-hăng cao thượng, được chứng quả chánh biến chi do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Ga Qua đó. Ngài là bậc A-la-hăng cao thượng, được chứng quả chánh biến chi do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Bụt thần xá ra năng gặp cha mi. Thầm mân xá ra năng gặp cha mi. Sẵn khăn xá ra năng gặp cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Con đem hết lòng thành kính xin quy tăng. Duti yam bi bụt thần xá ra năng gặp cha mi. Duti yam bi thầm măng xá ra năng gặp cha mi. Duti yam bi sẵn khăn xá năng gặp cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ nhì. Tati yam bi bụt thần xá ra năng gặp cha mi. Tati yam bi thầm măng xá ra năng gặp cha mi. Tati yam bi sẵn khăn xá ra năng gặp cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba. Tỳ sarana kahanang pariponang phép vị tam bảo chọn đủ chỉ có bấy nhiêu. Panatipata viramane sikhabadang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quy chánh xa sự sát sanh. Adinadana viramane sikhabadang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quy chánh xa sự trộm cắp. Kame sumechachara viramane sikhabadang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quy chánh xa sự tà dâm. Musavada viramane sikhabadang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quy chánh xa sự nói dối. Sura me ra yama cha pa ma dat ha na ve ra ma ni se kha ba dang sa ma di ya mi. Con xin vâng giữ điều học là quy chánh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. A ma phần tê dạ con xin vâng, chúng con xin vâng. Đà na ti bà ta quê ra ma ni si kha ba đăng sa ma di ya mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. A đình na đà na quê ra ma ni si kha ba đăng sa ma di ya mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kame sumit cha cha ra
Vệ ra ma ni si kha ba đăng sam ma di ya mi. Con xin vâng dư điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Su ra me ra yat mat mut sa wa da vệ ra ma ni si kha ba đăng sam ma di ya mi. Con xin vâng dư điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Sura me ra yat mat chap bát ma đa tha na vệ ra ma ni si kha ba đăng sam ma di ya mi. Con xin vâng dư điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và dùng các chất say. Imane pancha sikha badane satukang katwa apamadena na chakalang sammarakitapang. Chư thiện tinh sau khi đã thọ trì tam vi và ngũ giới nơi tam bảo các vân giữ hành theo được trong sạch đến trọn đời chẳng nên dễ duy. Sĩ lê na su gà tinh danh tí các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Sĩ lê na phô ca sâm pa đa các chúng sanh được giàu sang đầy đủ tài sản cũng nhờ giữ giới. Sĩ lê na ni pa tin danh tri các chúng sanh được giải thoát niết bàn cũng nhờ giữ giới. Tát ma si lăng vi so tha dê bởi ca cây nên chư quý vị đã thọ trì giới lực cho được trong sạch đừng để lâm nhờ. Sa thu sa thu lành thay. Dạ, chúng con kính tri ân sư Pháp Trang đã truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử của chúng con. Dạ, sau đây con xin kính xin quý đạo hữu cùng con lắng thâm thanh tịnh để sám hối Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo ạ. Uttamang ye na wan de hang ba da ban sung wa rut ta mang bụt thế yo ca li to do so bụt tho kha ma tu tăng ma mang. Chúng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà chúng con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho chúng con. Uttamang ye na wan de hang tham mang cha du vi tham hòa răng tham me yo ca li to do so tham mo kha ma tu tăng ma mang. Chúng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà chúng con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho chúng con. Uttamang ye na wan de hang sang khang cha du vi tho ta mang sang khe yo ka li to do so sang kho ka ma tu tang ma mang. Chúng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà chúng con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho chúng con. Dạ, dạ sau đây con xin kính thỉnh sư Pháp Trang chúc phúc cho đạo tràng của chúng con trước khi chúng con thính pháp. Dạ, con kính tri ân sư rất nhiều ạ. Dạ, con xin nhường mic, con gửi mic lại cho sư. Dạ. Nam mô Bụt Hà Giác. Trước khi chúng con xin được phép đại diện Thường Tọa Thanh Tâm cũng như Chư Tôn Đức Tăng để phúc chúc đến quý vị trong đạo tràng. Dạ, chúng con cũng xin bạch với Thường Tọa Thanh Tâm cũng như là với đạo tràng. Nhất là Sister Nguyên Như, tại vì trong những cái thời gian này thì thật sự thì chúng con cũng rất là bận công việc, thì chúng con cũng đi công việc do Phật tử họ thỉnh đi
đi công việc mới về thì giờ chúng con cũng đi vào ở trong Sài Gòn để dự lễ. Hôm nay thì cũng hơi rảnh chút xíu thì chúng con cũng tranh thủ đi vào gom. Và ngày mai thì chúng con phải đi dự lễ ở bên Long Thành và chúng con cũng đi về quê. Do đó công việc cũng hơi bận. Cũng có hứa với Thượng tọa Thanh Tâm cũng như là Xích Nguyên Như cũng như là trong đạo tràng để lên gom cùng sinh hoạt chung với quý vị. Nhưng mà vì công việc cũng hơi nhiều, do đó cũng kính thỉnh có mong Thượng tọa Thanh Tâm cũng như là quý vị trong đạo tràng cũng quan hỷ cho. Bởi vì hứa mà không có giữ được cái lời hứa trọn vẹn với trong đạo tràng, cũng mong vì công việc chùa, tại vì ở chùa thì cũng có một mình, thành ra vừa Phật tử vừa thỉnh đi để đi thuyết giảng và cũng đi tham dự các cuộc lễ do Phật tử họ mời thỉnh. Do đó cũng mong Thượng tọa Thanh Tâm cũng như là quý vị trong đạo tràng cũng như là Sister Quy Như cũng quan hỷ cho. Thì lúc nào chắc có lẽ là đi về quê rồi xong thì ở ngoài chùa Phước Quang Bình Định để Tết Tết, thì chắc có lẽ là thường xuyên vào gom với quý vị nhiều hơn. Dạ cũng dạ thấy Sister Quy Như cứ đưa mặt lên buồn quá mà sao đây không biết làm sao đây. Dạ bây giờ thì chúng con xin được phép đại diện Chư Tôn Đức Tăng cũng như Thượng tọa Thanh Tâm để phúc chúc đến quý vị trong đạo tràng. Dạ. Năm thầy giá. Vavatu sapamang kalang rakanto samba devata sapapavathano phave nasada sati phavan tu te vavatu sapamang kalang rakanto samba devata sapatammano phave nasada sati phavan tu te vavatu sapamang kalang rakanto samba devata sapasangkano phave nasada sati phavan tu te tất cả phước bao hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, các sự an là thường thường đến người. Te Atalata Suketa Rulaha Potasa Sane Arora Suketa Ho Hay Saha Sape Hi Nhà Ti Phi, cầu xin cho các thiện tinh được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tăng hoa trong đường Phật đạo. Hoa cầu xin cho các thiện tinh khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia viên. Cả thải xe tê gia cha na ra ta xe tâm ma ta xe tâm mang tu xe tâm ma tu e đăng pha lăng e ta smin Ratanata Yasmin Sambasa Dana Che Ta So, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tố mỹ mãn, cho được thành tố mỹ mãn, cho được thành tố mỹ mãn. Sa thu sa thu sa thu. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ con như con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con thấy chị Nhung hồi nãy giờ cứ chạy ra chạy vô, không biết là chị có nghe được Nguyên Như chưa ạ? Xin cho chị cho em tín hiệu. Không biết chị có nghe rõ được chưa? Dạ, sa thú, sa thú. Dạ, kính thưa cả nhà, hôm nay mình lại tới giờ ôn tập vi diệu pháp với nhau. Rất là lẹ phải không quý vị? Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu bước qua cái phần gọi là tâm quả dục giới. Dạ, bây giờ để cho khởi động đạo tràng cho nóng máy, mình sẽ tập đọc các cái tiếng Pali và tiếng Việt của những cái tâm, tám cái tâm đại quả đây. Dạ, sao chị Nhung post mà em không có thấy được? Chị ta Nhung có thể post một lần nữa không chị? Dạ, Nguyên Như con xin kính thỉnh sư Thanh Tâm, con xin kính thỉnh sư Pháp Trang,
có thể làm đầu tàu để đọc bài trước để tụi con nối đuôi theo sau ạ. Dạ con xin kính mời chư tăng ạ. Nam mô Phật Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Thầy. Dạ, một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ thượng tọa Thanh Tâm cùng như chư tôn đức tăng đang hiện diện trong đạo tràng và thân chào quý vị. Dạ, bây giờ con xin được phép đọc bài trước, sau đó chúng con xin cùng thỉnh thượng tọa Thanh Tâm để trợ duyên với trong đạo tràng để đọc bài. Tám tâm dục giới tình hảo Athakama vachara vipaka citta ni tâm quả thiện thọ hỷ hợp chí vô trợ somanassa saharatang ñanasampayuttang asankharikang ekang. Hai tâm quả thiện thọ hỷ hợp chí hữu trợ somanassa saharatang ñanasampayuttang sasankharikang ekang. Tâm quả thiện thọ hỷ ly trí vô trợ somanassa saharatang nhà na viết có giúp tăng asang khai rất căn e căn tâm quả thiện tò hỷ ly trí hữu trợ somanassa saharatang nhà na viết có giúp tăng asang khai rất căn e căn tâm quả thiện tò xã hợp trí vô trợ upekha saharatang nhà na sampayut tăng asang khai rất căn e căn tâm quả thiện thọ xã hợp trí hữu trợ upekha sasaharatang ñanasampayuttang sasankharikang ekang tâm quả thiện thọ xã ly trí vô trợ upekha sasaharatang ñanavipayuttang sasankharikang ekang tám tâm quả thiện thọ xã ly trí hữu trợ upekha sasaharatang ñanavipayuttang sasankharikang ekang. Dạ bây giờ chúng tôi đã đọc xong rồi, bây giờ chắc cung thỉnh thượng tọa Thanh Tâm và sau đó xin mời quý vị trong đạo tràng. Nam mô Phật Thầy. Dạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Kha Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ. Con thành kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con thành kính đảnh lễ sư Pháp Trang. Dạ, con xin chào anh chị trong cuộc đọc tràng, con xin đọc bài. Tám tâm quả dục giới tịnh hảo Athá Kama Vachara Vipaka Chitta Ni tâm quả thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ somanassa saharatang ñana sambayuttang asankharikang ekang. Hai tâm quả thiện thọ hỷ hợp trí hỗ trợ somanassa saharatang ñana sambayuttang sasankharikang ekang. Ba tâm quả thiện thọ hỷ trí vô trợ somanassa saharatang ñana vipayuttang asankharikang ekang. Bốn tâm quả thiện thọ hỷ ly trí somanassa saharatang ñana vipayuttang sasankharikang ekang. Năm tâm quả thiện thọ xã hợp trí
vô trợ Upekha Sahagatang Nhana Sambhayutang Asankha Căng Ê Căng Sáu Tâm quả thiện thọ xã hợp trí hữu trợ Upekha Sahagatang Nhana Sambhayutang Asankha Căng Ê Căng Bảy Tâm quả thiện thọ xã ly trí vô trợ Upekha Sahagatang Nhana Vipayutang Asankha Căng Ê Căng Tám Tâm quả thiện thọ xã ly trí hữu trợ Upekha Sahagatang Nhana Vipayutang Asankha Căng Ê Căng. Dạ con xin đọc bài xong ạ, con kính Trang cô Kim Dung bót bài ạ, xin xuống mất ạ. Dạ Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ con không biết con có lấy mic của ai không nữa, con thấy hôm ấy con cũng lên con đọc bài luôn. Dạ thì con xin đọc ạ. À, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, kính đảnh lễ sư Pháp Trang, kính lễ chư tôn Đức Tăng Ni, kính chào toàn thể quý đạo hữu. Sau đây con xin đọc bài. Tám tâm quả dục giới tịnh hảo. Attha kha ma quá ra quá chá ra quýt phà cá chít tà ní. Tâm quả thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ. So mana sa sa ha ga tăng nhà na sam ba yut tăng á sang kha rí căng e căng. Hai tâm quả thiện thọ hỷ hợp trí hữu trợ. So mana sa sa ha ga tăng nhà na sam ba yut tăng sa sang kha rí căng e căng. Ba tâm quả thiện thọ hỷ ly trí vô trợ. So na sa sa ha ga tằng nhà na quýt bá yút tằng á sằng khà rí cằng ê cằng. Bốn tâm quả thiện thọ hỷ ly trí hữu trợ. So ma na sa sa ha ga tằng nhà na quýt bá yút tằng xá sằng khà rí cằng ê cằng. Năm tâm quả thiện thọ xã hợp trí vô trợ. Upekha Sahagatang nhà na sam ba yut tăng á sằng khà rí căng ê căng. Tâm quả thiện thọ xã hợp trí hữu trợ. Upekha Sahagatang nhà na sam ba yut tăng xá sằng khà rí căng ê căng. Bảy tâm quả thiện thọ xã ly trí vô trợ. Upekha Sahagatang nhà na quýt bá yút tăng á sằng khà rí căng ê căng. Tám tâm quả thiện thọ xã ly trí hỗ trợ. Upekha Sahagatang nhà na quýt bá yút tăng xá sằng khà rí căng. Xà thú, xà thú. Dạ con kính mời vị kế tiếp ạ. À. Dạ con xin xuống mic. Dạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mây, Nam mô Sang Khaya. Xin lỗi hơi nhỏ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mây, Nam mô Sang Khaya. Con kính lễ sư Thanh Tâm, con kính lễ sư Pháp Trang, con kính chào đạo tràng. Dạ, con xin trả bài. Cảm ơn chị Kim Nhung post bài số 8. Tâm quả dục giới tịnh hảo. Attha kha ma vacara vipha kacit tani tâm quả thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ. So manas sasahagatang nhà na sam payutang asankhari kang e kang. Số 2
Tâm quả thiền thọ hỷ hợp trí hữu trợ. So manas sasahagatang. Sorry, hơi chạy bài. Số 2, tâm quả thiền thọ hỷ hợp trí hữu trợ. So manas sasahagatang jnana sampayuttang sasankharikang ekang. Số 3, tâm quả thiện thọ hỷ ly trí vô trợ. So manas sasahagatang jnana vippayuttang asankharikang ekang. Số 4, tâm quả thiện thọ hỷ ly trí hữu trợ. So manas sasahagatang jnana vippayuttang asankharikang ekang. Số 5, tâm quả thiện thọ xả hợp trí vô trợ. Upekkha sahagatang jnana sampayuttang asankharikang ekang. Số 6, tâm quả thiện thọ xả hợp trí hữu trợ. Upekkha sahagatang jnana sampayuttang asankharikang ekang. Số 7, tâm quả thiện thọ xả ly trí vô trợ. Upekkha sahagatang jnana vippayuttang asankharikang ekang. Số 8, tâm quả thiện thọ xả ly trí hữu trợ. Upekkha sahagatang jnana vippayuttang asankharikang ekang. Dạ, xin hết, con xin xuống mic. Mời việc kế tiếp. Cảm ơn chị Nhung post bài. Dạ, alo, alo ạ. Không biết con nói đạo tràng có nghe được không ạ? Dạ, cảm ơn Tịnh Tâm, cảm ơn Mỹ. Không biết ngày, tại sao bên mạng bên con ngày hôm nay con nghe rất là chập chờn ạ. Con cũng đọc bài ngày hôm nay ạ. Tám tâm quả dục giới tịnh hảo, át thắc cà mà. Alo, alo ạ. Dạ, máy Bitcoin hôm nay nó có vấn đề gì ạ? Con cũng thử đọc, nếu có gì xin đạo tràng cho con biết ạ. Con xin đọc bài ạ. Tám tâm quả dục giới tịnh hảo, át thắc cà mà qua cha ra quy bà ca chi tà ni. Tâm quả thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ. Sô mana sa sắc tằng nhà na sầm ba yốt tằng a sằng khà ri càng ê càng. Hai, tâm quả thiện thọ hỷ hợp trí hữu trợ. Sô mana sa sa ha ga tằng nhà na sầm ba yốt tằng sa sằng khà ri càng ê càng. Ba, tâm quả thiện thọ hỷ ly trí vô trợ. So mana sa sa ha ga tang nhà na vip ba yut tang a sang kha ri kang e kang. 4. Tâm quả thiện thọ hỷ ly trí hữu trợ. So mana sa sa ha ga tang nhà na vip ba yut tang sa sang kha ri kang e kang. 5. Tâm quả thiện thọ xả hợp trí vô trợ. Upekkha sahagatang jnana sampayuttang asankharikang ekang. 6. Tâm quả thiện thọ xả hợp trí hữu trợ. Upekkha sahagatang jnana Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, con Nguyên Trang. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Dạ, con kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ Sư Pháp Trang. Kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, dạ con kính chào Đạo Tràng.
Dạ chị Kim Nhung ơi, chị đã rớt mic rồi. Không biết chị Kim Nhung có trước máy không ạ? Dạ, em mời chị Kim Nhung nha. Dạ, con xin xuống mic ạ. Ô Nam Mô Bụt Tha giá. Dạ chị đọc xong rồi hả chị? Dạ, nếu như thầy vậy thôi để con xin đọc ạ. À. Dạ con xin đọc bài. Tám tâm quả dục giới tịnh hảo. Attha kama vacchara vipaka cittani. 1. Tâm quả thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ. So manas sasahagatang ñānasampayuttang asaṅkhārikaṃ. 2. Tâm quả thiện thọ hỷ hợp trí hữu trợ. So manas sasahagatang ñānasampayuttang asaṅkhārikaṃ ekaṃ. 3. Tâm quả thiện thọ hỷ ly trí vô trợ. So manas sasahagatang ñānavippayuttang tầng asankharikan. 4. Tâm quả thiện thọ hỷ ly trí vô trợ. So manas sasahagatan ñānavippayuttang asankharikan ekan. 5. Tâm quả thiện thọ xả hợp trí vô trợ. Upekkha sahagatan ñānasampayuttang asaṅkhārikaṃ ekaṃ. 6. Tâm quả thiện thọ xả hợp trí hữu trợ. Upekkha sahagataṃ ñānasampayuttaṃ asaṅkhārikaṃ ekaṃ. Tâm quả thiện 7. Tâm quả thiện thọ xả ly trí vô trợ. Upekkha sahagataṃ ñānavippayuttaṃ asaṅkhārikaṃ ekaṃ. 8. Tâm quả thiện thọ xả ly trí hữu trợ. Upekkha sahagataṃ ñānavippayuttaṃ asaṅkhārikaṃ ekaṃ. Dạ con đã đọc xong ạ. Dạ con kính mời đạo tràng ạ. Dạ con xin xuống mic ạ. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ tam sư pháp sư, tam sư thanh tâm, con kính chào cô đạo tràng, con xin phép được đọc bài. Tám tâm quả dục giới tình hảo, attha kama vacchara vipaka cittani. 1. Tâm quả thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ. Sumanasa saha katang ñāna sampayuttaṃ asaṅkhārikaṃ ekaṃ. 2. Tâm quả thiện thọ hỷ hợp trí hữu trợ. So manassa saha kataṃ ñāna sampayuttaṃ asaṅkhārikaṃ ekaṃ. 3. Tâm quả thiện thọ hỷ ly trí vô trợ. So manassa saha kataṃ ñāna vippayuttaṃ asaṅkhārikaṃ ekaṃ. Số 4. Tâm quả thiện thọ hỷ ly trí hữu trợ. So manassa saha kataṃ ñāna vippayuttaṃ asaṅkhārikaṃ ekaṃ. Số 5. Tâm quả thiện thọ xả hợp trí vô trợ. Upekkha saha kataṃ ñāna sampayuttaṃ asaṅkhārikaṃ ekaṃ. Số 6. Tâm quả thiện thọ xả hợp trí hữu trợ. Upekkha saha kataṃ ñāna sampayuttaṃ asaṅkhārikaṃ ekaṃ. Tâm quả thiện thọ xả ly trí vô trợ. Upekkha saha kataṃ ñāna vippayuttaṃ asaṅkhārikaṃ ekaṃ. Tâm quả thiện thọ xả ly trí hữu trợ. Upekkha saha kataṃ ñāna vippayuttaṃ
sắc sang kha ri căng e căng. Dạ thưa con, xin cảm ơn. Dạ nam mô Buddha, dạ nam mô Dhamma, dạ nam mô Sangha, dạ. Dạ con xin tri kính lễ ba ngôi Tam Bảo, Hồng Ân Phật Bảo, Hồng Ân Pháp Bảo và Hồng Ân Tam Bảo. Con cũng xin đảnh lễ sư Thanh Tâm và sư Pháp Trang. Dạ con xin ra bài. Có phải mình đọc cái tám tâm quả dục giới tịnh hảo không? Hay là cái hay là năm tâm quả thì cả nhà nghe được không? Chị Tâm Tâm, tám tâm quả dục giới tịnh hảo ha, rồi đọc cái nào cũng được. Tám tâm quả dục giới tịnh hảo: Attha kama vacchara vipaka citta ni. Tâm quả thiện thọ hỷ, hợp trí vô trợ, somanasa sahagatang nhà na sam payuttang asankhari kang e kang. Số 2, tâm quả thiện thọ hỷ, hợp trí hữu trợ, somanasa sahagatang nhà na sam payuttang asankhari kang e kang. Số 3, tâm quả thiện thọ hỷ, ly trí vô trợ, somanasa sahagatang nhà na vipayut tăng asankharikam ekam. Số 4, tâm quả thiện thọ hỷ, ly trí hữu trợ, somanasa sahagatam nhà na vipayut tăng asankharikam ekam. Số 5, tâm quả thiện thọ xả, hợp trí vô trợ, upekkha sahagatam nhà na sampayut tăng asankharikam ekam. Số 6, tâm quả thiện thọ xả, hợp trí hữu trợ, upekkha sahagatam nhà na sampayuttang sasankharikam ekam. Số 7, tâm quả thiện thọ xả, ly trí vô trợ, upekkha sahagatam nhà na vipayuttang asankharikam ekam. Số 8, tâm quả thiện thọ xả, ly trí hữu trợ, upekkha sahagatam nhà na vipayuttam sasankharikam ekam. Dạ con xin kính mời vị kế tiếp ạ. Dạ con xin xuống bếp. Dạ nam mô Bụt Thầy, nam mô Tham Ma, nam mô Sang Khai Giác. Con đảnh lễ sư Thanh Tâm, sư Pháp Trang, quý bà cô tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc bài. Dạ. Tám tâm quả dùng giới tịnh hảo: Attha kama vacchara vipaka citta ni. Số tâm quả thiện thọ hỷ, hợp trí vô trợ, so mana sa sa hai cách tầng nhà na sam pa yut tầng a sang kha ri càng e càng. Số 2, tâm quả thiện thọ hỷ, hợp trí hữu trợ, so mana sa sa hai cách tầng nhà na sam pa yut tầng sa sang kha ri càng e càng. Số 3, tâm quả thiện thọ hỷ, ly trí vô trợ, so mana sa sa hai cách tầng nhà na vi pa yut tầng a sang kha ri càng e càng. Số 4, cho con đọc lại cái này nó bị. Số 3, tâm quả thiện thọ hỷ, ly trí vô trợ, so mana sa sa hai cách tầng nhà na vipayut tầng asankari càng e càng. Số 4, tâm quả thiện thọ hỷ, ly trí hỗ trợ, so mana sa sa hai cách tầng nhà na vipayut tầng asankari càng e càng. Số 5, tâm quả thiện thọ xả, hợp trí vô trợ, upekkha sahagatang nhana sambayuttang asankhari kang e kang. Số 6, tâm quả thiện thọ xả, hợp trí hữu trợ, upekkha sahagatang nhana sambayuttang asankhari kang e kang. Số 7, tâm quả thiện thọ xả, lý trí hữu trợ, upekkha sahagatang nhana vipayuttang asankhari kang e kang. Số 8, tâm quả thiện thọ xả, lý trí hữu trợ, upekkha sahagatang nhà na vipayuttang sasankhari càng e càng.
Dạ con xin cho xuống mic nhường mic cho vị kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Tathāgata, Nam mô Dhammayā, Nam mô Sanghayā. Dạ con xin đảnh lễ sư Thanh Tâm, sư Pháp Trang. Con kính toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc bài ạ. Tám tâm quả dục giới tịnh hảo. Attha kamma vacchara vipakacitta ni. 1. Tâm quả thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ. So manassa sahagatang nyanasambayuttang asankharikang ekang. 2. Tâm quả thiện thọ hỷ hợp trí hữu trợ. So manassa sahagatang nyanasambayuttang sa sằng khà ri cằn ê cằn. 3. Tâm quả thiện thọ hỷ ly trí vô trợ. Sô manas sa sa ha ga tằng nhà na quýt ba yút tằng a sằng khà ri cằn ê cằn. 4. Tâm quả thiện thọ hỷ ly trí hữu trợ. Sô manas sa sa ha ga tằng nhà na quýt ba yút tằng sa sằng khà ri cằn ê cằn. 5. Tâm quả thiện thọ xả hợp trí vô trợ. Ubekha sahagatang nhà na sambayuttang asankharikang ekang. 6. Tâm quả thiện thọ xả hợp trí hữu trợ. Ubekha sahagatang nhà na sambayuttang asankharikang ekang. Số 7. Tâm quả thiện thọ xả ly trí vô trợ. Ubekha sahagatang nhà na quýt ba yút tăng á sằng khà ri cằn ê cằn. 8. Tâm quả thiện thọ xả ly trí hữu trợ. Ubekha sahagatang nhà na quýt ba yút tăng xá sằng khà ri cằn ê cằn. Dạ con đã đọc bài xong. Dạ con xin mời vị kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Tathāgata, Nam mô Dhammayā, Nam mô Sanghayā. Dạ con xin một lần nữa kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Trang và con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ tội nghiệp chị Nhung quá, hồi nãy giờ không nghe được, cứ chạy ra chạy vô. Dạ chị Nhung có nghe được đạo tràng không ạ? Có nghe được như không ạ? Không thấy chị lên tiếng trời, chắc chị đang chạy ra chạy vô nữa rồi. Dạ, Tịnh Tâm nghe được, còn đạo tràng có nghe được con không ạ? À? Xin cho con tín hiệu ạ. À. Dạ, sa thú sư huynh. Dạ, hôm nay Nguyên Trang Như sẽ bắt đầu ôn qua. Hôm nay là mình học, mình ôn lại cái trang Nguyên Như gửi bài cho quý vị. Tới trang 211 nha quý vị, để coi mình có bao nhiêu thời gian. Thì Nguyên Như đã soạn tới trang 223. Nếu mà không kịp thì mình đừng lại giữa chừng nha cả nhà. Xin cả nhà quan hỷ ạ. À. Dạ, con xin đọc sơ qua một lần nữa về tám tâm. Ta tâm đại quả dục giới tịnh hảo. Maha quý ba ca quá chá rá chích tá. Tám tâm quả dục giới tịnh hảo. Attha ca ma quá chá tá. Quá chá rá quý ba ca chích tá ní. Attha ca ma quá chá rá vi bà cá chích tà ní. Tâm quả tiện thọ hỷ hợp trí vô trợ. Sô má ná sa sa ha gá tăng nhà ná sầm bá dút tăng á sằng khà lý cằn ê cằn. Số 2. Tâm quả thiện thọ hỷ hợp trí hữu trợ. Sô má ná sa sa ha gá tăng nhà ná sầm bá dút tăng sa sằng khà lý cằn ê cằn. Số 3. Tâm quả thiện thọ hỷ ly trí vô trợ. Sô má ná sa sa há gá tăng nhà ná quýt ba dút tăng á sằng khà rí cằn ê cằn. Số 4. Tâm quả thiện thọ hỷ ly trí hữu trợ. Sô má ná sa sa há gá tăng nhà ná quýt ba dút tăng sa sằng khà rí cằn ê cằn. Số 5. Tâm quả thiện thọ xả hợp trí vô trợ. U bách khà sa há gá tăng nhà ná sầm bá dút tăng á sằng khà rí cằn ê cằn. Số 6. Tâm quả thiện thọ xả hợp trí hữu trợ. Ubekha sa há gá tăng
nhà nó sầm bá dút tằng sát sằng khà rí cằn ê cằn. Số 7, tâm quả thiện thỏa ly trí vô trợ u bác khà sa há gá tằng nhà nó quýt bá dút tằng á sằng khà rí cằn ê cằn. Số 8, tâm quả thiện thọ xã ly trí hữu trợ u bác khà sa há gá tằng nhà nó quýt bá dút tằng sa sằng khà rí cằn ê cằn. Dạ, Nguyên Như xin phân tích ra cái chữ quý ba cá. Cái chữ quý ba cá, nguyên một cái chữ này thì nó có hai cái nghĩa khác nhau. Cái nghĩa đầu tiên á, nó có nghĩa là quả. Quý có nghĩa là sai khác. Còn ba cá có nghĩa là làm cho chín mùi. Khi hai cái chữ này nó gộp lại với nhau là quý ba cá thì có nghĩa là sự làm sai khác, sự làm cho chín mùi là kết quả làm cho chín mùi bởi những cái nhân tố khác lẫn nhau. Cái nghĩa thứ hai, quý ba cá còn có nghĩa là dị thục nữa quý vị. Dị là khác, còn thục có nghĩa là quả. Quả dị thục có nghĩa là quả khác thời. Khi mà mình nói cái chữ quả dị thục, quả khác thời đây đó là kết quả thành tựu của một cái tâm quá khứ và cho ra cái kết quả. Thì tám cái tâm đại quả này á, mà tiếng Bali gọi là Maha Quý Ba Cá Chích Tá, chính là những cái loại tâm được tạo ra từ các cái tâm đại thiện. Hôm bữa giờ là mình học cái tâm thiện đó, bây giờ là tới tâm quả. Thì cái tâm quả này là những cái tâm mà được tạo ra từ những cái tâm đại thiện. Tức là quý vị mà đi làm cái hành động thiện đó, thì khi mà sau khi nó cho quả, có thể là gần liền ngay tức thì, hoặc là một thời gian sau tùy theo, thì quý vị sẽ có những cái tâm đại quả. Khi mà nói kỹ vào những cái tâm quả này đó, thì có những chư vị á, thì muốn mình nói là rõ ra phải là những tâm quả dục giới hữu nhân. Tự vì có nhiều vị nói là nếu mà mình nói khơi khơi là những tâm quả đó, thì cái người nghe đó họ sẽ tưởng là mình nói những cái tâm quả vô nhân. Tự vì mình nói không không đó quý vị. Thành ra nếu mà mình muốn nói về cái tám cái tâm đại quả này á, mà mình nói ra là tâm quả dục giới, thì tâm quả vô nhân á, nó cũng là tâm quả dục giới. Thành ra mình bắt buộc chư vị dặn á, là mình phải nói ra là tâm quả dục giới hữu nhân thì mới nói chính xác là cái tâm tám cái tâm quả này. Còn nếu mà mình nói đây là tôi nói về tám cái tâm quả, thì người ta cũng có thể hiểu là tám cái tâm quả vô nhân nha quý vị. Thành ra có những người rất là wording, tức là có những cái người là họ có những vị họ rất kỹ về những cái danh từ đó. Khi mà mình nói trật đó là mình bị la. Nguyên Như xin đi qua cái chỗ nữa đó, là tâm quả dục giới hữu nhân này đó được gọi, cũng được gọi là tâm đại quả, như là anh Lý mới vừa đăng lên. Vì nó có bốn cái lý do. Lý do thứ nhất là cái tâm đại quả này làm việc tái tục cho những chúng sanh trong nhiều cõi. Cái lý do thứ hai là cái tâm đại quả này biết được nhiều cảnh hơn là các cái tâm quả khác. Lý do thứ ba là những cái tâm quả này đó sanh khởi nương qua rất là nhiều môn. Nhiều môn là chỗ nào quý vị có nhớ không? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, nhiều cái cửa đó là nhiều cái môn khác nhau. Và cái lý do thứ tư là do tâm đại thiện tạo ra. Sa thú tịnh tâm. Loại tâm quả này nương khởi nhiều môn và do tâm đại thiện tạo ra. Rồi tâm quả dục giới hữu nhân này phân ra làm 8 loại. 8 loại này căn cứ trên 3 cái phương diện. Phương diện thứ nhất đó là nói về cảm thọ. Phương diện thứ hai là mình chia về tri kiến. Và phương diện thứ ba thì mình chia về cái sự tác động.
Thành ra quý vị thấy hồi nãy giờ mình đọc với nhau đó là thí dụ như như ra cái câu số 1 nè, là tâm quả thiện, thọ hỷ, hợp trí, vô trợ. Thì đương nhiên là chị thấy 8 cái tâm quả này là cái nào cũng tâm quả thiện hết rồi, phải không? Thành ra khi mà mình chia ra ra làm 3 loại đó, thì quý vị thấy chữ thọ hỷ nè, thấy chữ hợp trí nè, thấy chữ vô trợ nè. Ở dưới này mình sẽ đọc lại là mình chia được trên 3 phương diện là về cảm thọ đó. Rồi số 2 là về tri kiến, số 3 là về sự tác động. Cái phần thứ nhất mình chia theo cái thọ, về cảm thọ đây, thì cái tâm đại, 8 cái tâm đại quả này nó có về cảm thọ thì được chia ra làm 2 loại cảm thọ. Thứ nhất là thọ hỷ và thứ hai là thọ xả. Thì những cái phần là quý vị chờ cho mình một chút xíu. Dạ, Sa Thú quý vị còn nghe được Quy Như không ạ? Nó hơi bị đứng một chút xíu. Dạ, Sa Thú, Sa Thú. Về những người mà ta có cái tâm đại quả, thọ hỷ và thọ xả này á, thì nó có ảnh hưởng đến tâm tính của cái người mà tục sanh bằng tâm thọ hỷ. Nó khác với người tục sanh bằng tâm thọ xả. Những người mà tục sanh bằng tâm quả thọ hỷ này đó, họ sẽ có bản tính rất là bạc thiệp vui vẻ. Tức là mình gặp những cái người bạn của mình trong nhóm, mình đi chùa chung hay là mình đi học chung đó quý vị. Quý vị để ý lúc nào cái mặt họ cũng cười hết á. Có chuyện gì họ cũng cười. Mà lâu lâu á, mà họ có chuyện gì buồn bực một chút xíu, họ cũng ngồi khóc như mình vậy đó. Mà họ khóc tí tí xíu và xong họ lại cười lại. Tức là cái tâm họ đó lúc nào cũng dễ cười, dễ vui lắm. Sanh ra là đã cười từ nhỏ rồi, cười tới lớn luôn. Mà lúc nào có chuyện gì cũng vui vẻ hơn tất cả mọi người còn lại. Tức là cái người này mình biết á, là họ tục sanh bằng cái tâm quả thọ hỷ. Tức là ở trong sách nói là sẽ có bản tính rất là bạc thiệp và rất là vui vẻ. Còn những người mà tục sanh bằng tâm quả thọ xả, thì những người này sẽ có cá tính rất là trầm lặng, rất là điềm đạm, đi đâu cũng im im hết á. Có chuyện gì vui lắm á, thì họ cười chút xíu thôi. Chứ họ cái họ sanh bằng cái tâm quả thọ xả. Nếu mà họ thấy vui dữ lắm á, là quý vị thấy họ nhếch mép cười chút xíu. Vậy là thôi đó. Chứ không có ít nói, điềm đạm, rất là điềm đạm. Lúc nào cũng im hết á. Cá tính trầm lặng, điềm đạm. Về cái phần thứ hai ở đây, thì mình sẽ đi qua tâm đại quả. Thì chia về tri kiến đây thì được ra có hợp trí và có ly trí. Thì người tục sanh bằng tâm quả hợp trí sẽ có căn cơ trí tuệ, bẩm sinh là thông minh. Quý vị thấy nhiều khi từ nhỏ tới lớn mình đi vô trong trường mình học đó, có những người bạn của mình sao mà thấy lúc nào cái vị này cũng ít có ngồi học lắm nha. Lúc nào cũng chơi này chơi kia, làm công chuyện này, làm công chuyện kia, bận rộn vậy không có học bài đâu. Mà đến khi mà làm bài kiểm tra đó quý vị, dở sách ra coi một chút xíu là đi vô làm đó là 10 điểm không mà. Nhiều khi nói chứ thấy cũng ganh tị lắm. Mình ngồi mình học quá trời luôn, gạo bài từ sáng tới tối mà nói trước quên sau, nói phần đầu thì quên phần giữa, nói phần giữa thì quên phần cuối, quý vị thấy không? Còn mình nhớ cái trang đầu là trang sau nó quên tổng rồi. Mà sao có nhiều vị đó ngồi học bài đến khi mà tới kỳ thi đó quý vị. Mà thấy đọc một cuốn nha, vừa ngồi ăn vui tươi vậy đó. Không có phải tập trung học dữ như mình đâu. Ngồi vừa ăn xong rồi á, lâu lâu là ăn thêm cây cà rem rồi ăn mứt me mứt gì đó. Mà ngồi học ha, anh thấy sao mà nhẹ nhàng dễ sợ mà hỏi tới đâu nhớ tới đó. Trời ơi thấy
thấy sao mà mình nói trời ước gì mà mình thông minh cỡ như vậy ta. Hồi xưa đó Nguyên Như có một cái chị bạn đó học chung, lúc đó là học lớp 12 đó quý vị. Đi đến lúc cái kỳ thi cuối đó, Nguyên Như thì ngạo bài dữ lắm, Nguyên Như không có được thông minh lắm. Ngồi học mà coi như là thầy cho bài nào là ngồi về học bài đó. Rất là siêng học, Nguyên Như thì có rất là siêng học, nhưng mà cái cô này á, trời ơi, cổ thông minh đến nỗi mà Nguyên Như hỏi học tới đâu rồi. Mẹ ơi, ta làm biếng lắm mẹ ơi. À, bây giờ mà học cái gì, bây giờ ta học cũng không có vô luôn. Để đến gần đó rồi đi học. Quý vị có tin á, cái lúc mà đi học tức là lớp 12 mà đi học mà thi gần lên đại học là kinh khủng lắm ha. Mà cái cô đó cũng học á, là một hai ngày trước thôi. Cô lấy một cái chồng tập vậy đó. Cô học cho tới gần 2-3 giờ sáng mà sao cô đọc tới đâu, cô nhớ tới đó quý vị. Thông minh dữ lắm luôn á. Đến giờ Nguyên Như nghĩ Nguyên Như còn nể cổ đó, nói làm sao mà mày có học nguyên một cái đống nó vô đầu mày. Chứ nó nói không biết tôi Nguyên ơi. Tao thấy là nhiều khi tao sợ quá đó. Rồi tự nhiên nó bức xúc như vậy mà học tới đâu nhớ tới đó. Chứ tao học trước nhưng mày tao học không có được. Đó. Thành ra Nguyên Như nghĩ bây giờ học lại rồi đó. Mình mới thấy là những người có cái tâm hợp trí này nè. Thì cái căn cơ trí tuệ nó bẩm sinh thông minh. Mà nói chứ thông minh giống như là mình học mà mình đi học ở ngoài đời á, nó cũng không có sướng bằng thông minh giống như là ngài Xá Lợi Phất, phải không quý vị? Trời ơi, thông ngài cái bẩm tánh của ngài gì mà nghe có một câu mà đắc liền á, trời ơi, cái đó mới là kinh khủng khiếp á, quá sức tưởng tượng luôn quý vị hả? Chứ mình học kinh, mình vô lớp mình học mỗi ngày, mình học mỗi ngày mà mình không biết mình đắc cái gì hả anh Lý? Sa thú học quá trời luôn, thôi mình phải làm nhân, mình có cái gì mình gom góp chút xíu ha quý vị. Mình làm mình gom góp chút xíu như vậy á, quả mai giống như mình ráng mình học theo 40 nhân sanh trí đó. Mình có cái gì mình gom mình học được vị trọng, mình nhớ được gì nhớ, rồi mình mới ráng chứ thôi, chịu không nổi rồi. Dạ, Nguyên Như xin đi qua cái chỗ mà người tục sinh bằng cái tâm quả ly trí. Người tâm sinh tâm quả ly trí đây đó là người mà thiếu tuệ căn hoặc là cái sự hiểu biết nông cạn. Người tục sinh bằng tâm quả ly trí là người thiếu tuệ căn hoặc là sự hiểu biết nông cạn. Cái chỗ này đó có nghĩa là sao? Có nghĩa là những cái người mà họ, nếu mà họ có hiểu một cái chuyện gì đó quý vị, họ cũng không có hiểu tới nơi tới chốn. Tự vì sao? Dù cho họ có ngồi suy nghĩ tới cỡ nào đi nữa thì nó cũng rất là chậm. Nó cũng như nói rất là chậm, không có đúng. Rất là cạn. Phải nói là rất là cạn. Không có sâu sắc bằng cái người mà hợp trí. Tự vì sao? Ly trí là sao? Là nó không có cái nhân trí tuệ ở trong này. Tức là cái người này là người nhị nhân đó quý vị nhớ không? Nếu mà mình nhớ lại cái bài cũ. Mà hồi nãy Nguyên Như nói chữ chậm á, là không có đúng nha quý vị. Chữ chậm và nhanh thì nó sẽ lọt vào cái trường hợp thứ ba là về sự tác động đây. Tâm đại quả có vô trợ và hữu trợ. Tức là cái vị mà tục sinh bằng tâm quả vô trợ sẽ có cá tính rất là nhanh nhẹn, làm cái gì cũng nhanh hết, vội vàng. Tức là người này sanh bằng cái tâm quả vô trợ, tức là nó từ trong trứng rồi, nó lẹ rồi. Chứ không phải là tự vì người đó muốn lẹ là người đó lẹ đó quý vị. Còn người cái tục sanh bằng tâm quả hữu trợ thì người đó sẽ có cá tính chậm chạp. Làm cái gì cũng giống như là thiền vậy đó. Rất là chậm, rất là từ từ. Mà có cái đặc biệt đó là cái người này muốn lẹ cũng không được. Nếu mà quý vị ép cái vị này mà làm cái gì lẹ đó thì làm cho cái vị này rất là căng thẳng. Mà khi mà căng thẳng, mà khi có áp lực của cái vị mà có cá tính chậm chạp này á, thì sẽ làm sao? Sẽ làm cho cái người vị đó họ chậm thêm nữa, chứ họ không có lẹ được nha quý vị. Thành ra khi mà cái quý vị, khi mà mình học cái bài này rồi á, khi mà mình gặp cái người chậm á, mình đừng có hối người ta. Mình phải để cho người ta làm theo cái bản năng, theo cái tự nhiên của người ta. Chứ nếu mà mình làm như vậy là mình rất là giống như mình ép á, ép người quá đáng ha quý vị, không có được nha. Có một cái chỗ này cũng rất là hay, Nguyên Như xin chia sẻ là thí dụ quý vị gặp một cái vị nào ở trên lớp á mà
học hoài thầy nói 2-3 lần mà cũng chưa có hiểu nữa, thì quý vị nghĩ người này là thông minh hay là người này không có thông minh? Nếu mà thầy nói không có hiểu á, còn cái vị nào mà nói là hiểu liền á, thì quý vị nói người này là thông minh hay là người này không thông minh? Quý chị có thể trả lời câu hỏi này của Nguyên Như được không ạ? Nguyên Như xin lặp lại là thí dụ mình vô học ở trong lớp, có những cái bạn á, thầy hỏi, thầy giảng một cái bài á, mà cái vị này không có hiểu liền, phải nói 1-2 lần mới hiểu. Thì quý vị nói cái vị này là có thông minh hay là không thông minh vậy? Chị Tịnh Tâm trả lời lại dùm Nguyên Như. Nguyên Như không có thấy cái câu trả lời nó có một cái khoảng trống với chị Tịnh Tâm. Ở trong lớp đang suy nghĩ còn có ai có câu trả lời nữa không? Xin cả nhà tham gia ha. Nếu mà có một người nói một cái vấn đề gì mà người ta hiểu liền tức thì á, thì anh Giang Nhật Hà nói là người này thông minh phải không? Còn cái vị nào mà nói cái chuyện mà nói 1-2 lần mới hiểu, thì quý vị nói cái người này không có thông minh phải không? Cái này là hồi xưa sư phụ Pháp Tính có hỏi Nguyên Như, thì Nguyên Như nói dạ, sư phụ, cái người nào mà nói hiểu liền thì người đó thông minh, còn cái người nào mà nói hoài mà không có hiểu thì đó thuộc lại là ngáo rồi, không có thông minh. Thì sư phụ trả lời sao quý vị biết không? Ký cái đầu bây giờ. Tự vì cái chuyện mà nói liền mà thông minh á, nó đâu có dính gì, dáng gì đến cái chuyện thông minh nha quý vị. Mình mà nói hiểu liền đó là giống như chị Nguyên Trang nói mà hiểu liền, có nghĩa là cái người này có tâm nhanh nhẹn, có nghĩa là cái người này tục sinh bằng tâm quả vô trợ, có nghĩa là cái chuyện mà lẹ với chậm á, nó không có dính dáng gì tới cái chuyện hợp trí với ly trí nha quý vị. Sao? Tức là ở trong cái nhân gian mình nó hiểu cái chữ thông minh, mình hiểu có nhiều cái sai, nó không có giống như trong Duy Diệu Pháp phân tích hay cả nhà. Cái chỗ này cũng rất là hay đây. Thí dụ, mấy người, dạ đúng, có những người họ rất là chậm, làm cái gì cũng chậm, mà họ nói chuyện nó sắc bén lắm, họ nói chuyện rất là sâu sắc, nhưng mà họ có cái tâm hữu trợ thôi, chứ không phải là họ không có thông minh nha quý vị. Có những cái người mà phát minh ra những cái chuyện rất là dễ sợ lắm, nhưng mà họ không có lẽ, họ chậm thôi. Hai cái chuyện đó mình không có gắn lại với nhau. Nhưng mà thường thường quý vị ra hỏi ở ngoài đời đi, cái người nào chậm á, mình hay dán vô cái chuyện không thông minh. Nhưng mà nếu mà mình ngồi mình suy nghĩ kỹ đi, có nhiều người á, họ cái gì họ cũng lẹ lắm, kia là tương tước á, làm gì trật cái đó hả quý vị, chứ đâu phải là người đó làm lẹ là làm trúng đâu. Tức là hai cái chuyện đó nó mình phải tách ra với nhau ha. Sau này mình đừng có thấy người nào chậm rồi mình kêu người đó ngáo hay là ngu, rồi người nào lẹ là mình kêu người đó thông minh, là hai cái chuyện đó mình, tức là mình phân tích trật chi pháp đó nha quý vị. Như nói cái ôm lại cái chỗ đó để mình cùng ôm với nhau ha. Như ôm lại đây là người tục sinh bằng tâm quả vô trợ. Cái chữ vô trợ đó là không có cần sự trợ giúp. Tức là người này có cá tính rất là nhanh nhẹn, rất là lẹ làng. Người tục sinh bằng tâm quả hữu trợ thì người này sẽ có cá tính là chậm chạp, từ từ. Mà hai cái chuyện vô trợ hữu trợ này với cái chuyện lý trí không có giống nhau. Rồi có một cái thông minh của mình á, thông minh của người đời của mình á, chưa chắc cái người thông minh là cái người hợp trí ha quý vị. Mình nói ra ôm cái chỗ này để mình ôm với nhau nữa. Thông minh chưa chắc là hợp trí. Nhiều khi mình gọi là cái chữ tự ý thông minh đó, mình làm tầm bậy tầm bạ. Chứ đâu phải là mình nói thằng này thông minh là nó làm cái gì cũng đúng với giáo pháp, đúng với trí tuệ đâu. Cái trí tuệ ở đây á, là trí tuệ của cái bậc chân nhân nha quý vị. Thành ra kêu mà người đời mình thông minh là cái chuyện đó không có phải là người thông minh. Có thể là người thông minh mà thông minh chuyện tào lao bí đao, không có dính gì đến cái chuyện hợp trí. Thành ra mình cẩn thận cái chỗ này ha quý vị. Mình phải học pháp, mình phải tu thì mình mới có trí được, chứ không phải tự nhiên sinh ra thông minh và muốn làm gì làm. Nhiều khi mình thông minh mà mình đi làm cái chuyện, mình dùng cái trí thông minh đó để mình làm gì? Mình mở khóa, là mình cướp nhà băng nè, mình làm những cái chuyện còn
gây ra nhiều cái nghiệp nặng nề hơn là cái người không biết nữa, thì lúc đó là gọi là cái thông minh nó hại mình đó quý vị, nó khổ chỗ đó ha. Rồi Nguyên Như xin đi qua một cái phần kế tiếp, chính là cái phần tâm quả đại thiện, cái ý nghĩa của cái tâm quả đại thiện ở đây. Tâm quả đại thiện có ba ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là tâm quả đại thiện chính là thành quả do cái nhân đại thiện. Cái ý nghĩa thứ tức là cái tâm quả đại thiện này là mình làm cái việc thiện đó, thì mình có cái tâm quả là cái tâm quả đại thiện, tức là cái tâm đại thiện sanh ra cái tâm quả này. Mình nói tới nói lui để cho mình nhớ ha quý vị. Rồi, cái tâm quả đại thiện này, cái ý nghĩa thứ hai là thành tựu được cái nhân thiện dục giới. Thành tựu được cái nhân thiện dục giới. Và cái ý nghĩa thứ ba, khi mà mình có cái tâm quả đại thiện đây, thì nó là một cái nền tảng rất là tốt cho cái sự thành tựu thiền và cái sự thành tựu đạo quả. Có nghĩa là sao? Nhiều khi mình ngồi mình nói chuyện với nhau, ồ mình thiền, mình phải có cái tâm thiền, là mình phải có cái tâm sắc giới, rồi mình phải có cái tâm vô sắc giới, thì mình mới có thể tu đắc đạo đắc quả. Không có phải quý vị, ngay cả mình ở trong cái cõi dục giới mình đây, mà mình có cái tâm quả đại thiện rồi á, nó là cũng là một cái nền tảng vững chắc cho cái sự thành tựu của thiền và thành tựu đạo quả. Thì khi mà, thì quý vị nghĩ coi, nếu mà, thí dụ như trong lớp mình đây đi, mình đang học Pháp đây, thì quý vị nghĩ là mình có cái tâm quả đại thiện không? À, xin cả nhà cho Nguyên Như câu trả lời đi. Là mình không có ở cõi sắc giới nè, mình đâu có ở cõi vô sắc giới đâu. Mình có tâm đại thiện không quý vị? Quý vị thấy trong lớp mình học đây nè. Mình có phước có phần, mình có tâm đại thiện không? Rồi, chính xác. Thanh Kiều, cảm ơn Quang Thanh. Dạ có, đương nhiên rồi. Mình đang có cái tâm quả đại thiện đây. À, có cái tâm thiện rồi mà ý Nguyên Như nói là cái tâm quả đại thiện đây nè. Có nghĩa là sao? Khi mà mình có những cái tâm này đó, quý vị thấy không? Trong kinh cũng nói đây, nó là cái nền tảng chắc chắn đây cho cái sự thành tựu thiền và cái sự thành tựu đạo quả. Thành ra nếu mà mình có tu là mình có tới, mình có đi là mình có đến nha cả nhà. Không có được nản chí nha cả nhà. Tức là ở đây trong kinh nói đó, mình có thiền là có tập. Anh Giang Nhật Hà nè, anh Giang thấy không? Khi mà anh có tập thiền á, là anh có đi là anh có đến. Thành ra mình đừng có nản chí, mà mình cũng đừng có chùn bước nha cả nhà. Mình cứ tiến tới ha. Rồi, Nguyên Như có một cái phần ghi chú ở đây, cũng là hay đây. À, phần ghi chú của thầy ghi là những cái tâm quả dục giới hữu nhân là xá hê tú cá, cà mà quá chá rá quý bà cá. Những cái tâm quả dục giới này chỉ sanh lên trong những cõi dục giới. Quý vị để ý ha. Cái tâm quả đó thì sanh lên trong những cõi dục giới. Nhưng mà những cái tâm thiện dục giới, tức là kama quá chá rá, cú xá lá chít tá, thì có thể sanh lên trong những cõi dục giới và những cái cõi khác nữa. Có nghĩa là khi mà mình có cái tâm thiện á, tâm thiện có thể sanh lên trong những cõi dục giới, cõi sắc giới và cõi vô sắc giới. Đó là sự khác nhau của tâm quả và tâm thiện. Cả nhà có theo được Nguyên Như không ạ? À? Nguyên Như xin lặp lại là khi mà mình nói về cái tâm quả đây đó, thì tâm quả nó sanh lên chỉ ở cõi dục giới mà thôi. Còn cái tâm thiện á, thì nó có thể sanh lên trong cõi dục giới và trong cõi sắc giới và trong cõi vô sắc giới luôn. Đó là sự khác nhau của hai cái loại tâm này. Tại vì sao? Tại vì những cái tâm quả đó, dục giới hữu nhân này, vì nó là tâm quả rồi, cho nên nó không có năng lực nghiệp báo, tức là nó không có năng lực cho ra cái căm mát. Nó không có thể cho ra kết quả được, vì nó là kết quả rồi. Nha quý vị, khi mà mình làm cái việc gì bằng cái tâm thiện đó, thì mình mới nguyện là con xin được cái này, xin được cái kia,
Tức là sao? Là mình đi, khi mà mình làm việc gì chẳng hạn như mình học pháp nè, mình nghe pháp nè, mình bố thí nè, mình trì giới nè, mình tham thiền nè, thì cái tâm mình á đang là cái tâm thiện, thì lúc đó thì sao? Mình mới nguyện ra là khi mà cái quả đó là mình được cái quả thiện. Nhưng mà khi mình ở cái tâm quả rồi á, thì nó chính là quả rồi, nó không có thể cho kết quả được. Vì sao? Vì nó là cái quả rồi. Quý vị nhớ cái chỗ này ha, nó hơi sát nhau một chút xíu mà mình phải hiểu ha. Vì nó quả rồi cho nên nó không cho ra quả nữa, vì nó đã là quả rồi. Rồi đây là kết quả. Là quả gì? Kết quả của 8 cái tâm thiện dục giới. Đó, cái chỗ này như vậy. Dạ, Nguyên Như xin đi qua cái phần kế tiếp, chính là cái nhiệm vụ của tâm quả đại thiện. Thì tâm quả đại thiện đây có 4 cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất là tục sanh. Là khi mà một chúng sanh mà được sanh, mà phải sanh, dạ Nguyên Như xin sám hối. Tục sanh khi một chúng sinh, tục sinh làm người nhị nhân, thì tâm tục sinh sẽ là tâm quả đại thiện ly trí, khởi đầu một kiếp sống không có trí tuệ. Quý vị, như xin nhắc lại nha, khi mà mình sanh làm người nhị nhân, thì tâm tục sinh sẽ là tâm quả đại thiện ly trí. Tại sao ly trí? Tự vì nó không có trí tuệ, mà tam nhân mà trừ ra một cái nhân trí tuệ thì chỉ còn có 2 nhân thôi. Thành ra cái người này gọi là người 2 nhân hay là người nhị nhân đó quý vị. Tức là cái kiếp sống của người này mới đầu sanh ra là mình đã thấy là không có trí tuệ đi theo rồi. Khi một chúng sanh mà tục sanh làm người tam nhân thì tâm tục sinh sẽ là tâm quả đại thiện hợp trí. Hợp trí này thì đủ sao? Đủ 3 nhân, tức là tam nhân đó, vô tham, vô sân và vô si. Cái người nhị nhân á, thì họ không có cái nhân vô si, họ chỉ có nhân vô tham, vô sân thôi. Còn người tam nhân thì có đủ cả 3 nhân là vô tham, vô sân, vô si, thì tục sinh một kiếm sống mới làm sao? Chắc chắn là có trí tuệ rồi. Thì khi mà cái phút cận tử đó mà khởi lên một cái dòng tâm thiện, thì đóng tống tóc thiện mới khi tới cái sắc na tử, nó sẽ làm nhân cho kiếp sống mới, tức là tâm quả đại thiện. Thì một cái vị mà tục sanh làm người tam nhân thì sao quý vị? Cái phút cận tử nó rất là quan trọng, nó khởi lên cái dòng tâm thiện như vậy đó, thì cái sắc na tử sẽ làm nhân cho kiếp sống mới. Chính là cái sắc na tử này là cái tâm quả đại thiện đây. Thì cái người đó khi mà tục sinh, khi tục sinh làm người tam nhân thì sao? Rất là trí tuệ. Thành ra hy vọng là trong lớp của mình á, giống như Chư Tăng đã nói, khi mà mình học được cái môn vi diệu pháp này, mình học được những cái bài khó này, thì hy vọng xác suất cũng cao là mình có thể là người tam nhân nha quý vị. Mà mình không có dám nói chắc ai là người tam nhân, chỉ có Đức Phật biết thôi. Mình chỉ ngồi đó mà mình đoán già, đoán non theo những cái thiện nghiệp mình gặp, cái chánh pháp, cái thiện nghiệp mà mình được học vi diệu pháp, mà mình ráng mình đeo theo được như vậy, mà mình hiểu, mà mình sa thú, mà mình hoan hỷ đó, thì cái xác suất rất là cao là mình có thể là người tam nhân hay cả nhà. Thôi nói vậy thì mừng vậy đi, chứ mình cũng không có dám chắc nữa, chỉ có Đức Phật là mới biết cái chuyện này thôi ha quý vị. Và mình có một cái phần ghi nhớ nữa, là người nhị nhân là có cái tâm ly trí, và người tam nhân thì có cái tâm hợp trí. Ở đây là tâm quả ly trí và tâm quả hợp trí. Dạ, Nguyên Như xin đi qua phần số 2 là phần hộ kiếp. Tức là nhiệm vụ thứ 2 chính là nhiệm vụ hộ kiếp của cái tâm quả đại thiện đây. Nhiệm vụ hộ kiếp là sao? Là cái tâm quả đại thiện nó còn có một cái chức năng nữa, là nó hộ trì cái kiếp sống. Khi mà tục sinh xong thì cái tâm này, nó cái tâm đại quả nó làm cái nhiệm vụ gìn giữ kiếp sống cho của người đó cho đến khi chết mà thôi. Thì tâm hộ kiếp, hôm bữa mình học sơ qua cái lộ trình tâm đó quý vị. Cái tâm hộ kiếp này nó sẽ xuất hiện khi nào? Khi mà cái tâm quý vị nó đang nằm ngủ nè, đang không có cái chuyện gì suy nghĩ nè, thì nó chìm vào trong cái tâm hộ kiếp. Mình ngủ mê đó, là nó đang chìm vào cái trong cái tâm hộ kiếp.
hoặc là mình ngồi mà mình không có suy nghĩ, mình không có làm chuyện gì hết, mình ngồi, có nhiều khi mình mệt đó quý vị, mình ngồi mình cứ phê gà gà gật gật đó, là mình cũng đang sống bằng cái tâm hộ kiếp á, là phải có cái tâm này để mà nó hộ trì cái kiếp sống của mình hay cả nhà. Rồi cái nhiệm vụ thứ ba của cái tâm quả đại thiện, hay còn gọi là tâm đại quả đây, chính là cái nhiệm vụ tử, tức là cái tâm sanh tâm nào thì tử tâm đó. Tức có nghĩa là cái tâm quả này nó cũng sẽ là cái tâm tử luôn khi mà mình chết đó. Rồi có cái ba ngôi sao đây là khi mà mình có những cái tâm tục sinh, tâm hộ kiếp và cái tâm tử này, nó làm cái việc giống nhau, có cùng một loại tâm giống nhau, nhưng mà cái phần sự của nó là nó khác nhau. Tức là phần sự tục sinh, phần sự hộ kiếp, phần sự tử, nhưng mà nó chỉ là một cái loại tâm, là cái tâm quả đại thiện này đó. Rồi cái phần cuối cùng, nhiệm vụ cuối cùng là nhiệm vụ thập di, hay còn gọi là mót, có nghĩa là nó hưởng cảnh dư của lộ động tốc, của dòng tâm thức khởi lên với cái cảnh rất lớn. Quý vị nhớ nha, khi có một cái điều kiện thầy để vô đây, tức là tâm thập di mà tâm mót á, nó chỉ có mặt khi mà cái dòng tâm thức khởi lên với cảnh rất lớn. Còn cái cảnh nhỏ, cảnh rất nhỏ thì không có nói, quý vị nhớ cái chỗ này nha. Cảnh rất lớn thì nó mới có tâm cảnh thập di hay là mót. Rồi, Quy Như xin đi qua cái phần ôn kế tiếp là phụ chú. Hai cái tâm quan sát thọ xả. Quý vị nhớ cái chỗ nào không? Tâm quan sát thọ xả quả thiện vô nhân và tâm quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân thì nó làm thêm bốn cái việc. Việc thứ nhất là tục sinh, việc thứ hai là hộ kiếp, việc thứ ba là tử và việc thứ bốn là thập di hay là mót. Có nghĩa là khi mà trong cái bản niêu mà mình thấy cái tâm quan sát thọ xả là mình làm bốn cái phần sự này: tục sinh, hộ kiếp, tử và tâm mót hay là tâm thập di. Rồi cái ghi chú thứ hai là khi mà mình nói về cái tâm quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân thì sẽ sanh làm chúng sanh khổ. Chúng sanh khổ thì có ngạ quỷ nè, Atula, súc sanh, địa ngục hay những hàng phi nhân đó. Thì chúng sanh khổ thì có bốn loại khổ đó quý vị: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Sau đó thì làm thêm cái phần sự hộ kiếp, tử và mót. Tức là cái tâm quan sát này á thì là cái tâm quả tục sinh. Tục sinh rồi á thì khi mà cái tâm thọ xả quả bất thiện, bất thiện thì phải vô cảnh khổ, không có đường khác rồi. Rồi làm thêm cái chuyện gì? Chuyện hộ kiếp, chuyện tử và chuyện mót. Rồi cái phụ chú kế tiếp là khi mà mình nói về cái tâm quan sát thọ xả quả thiện vô nhân thì chúng sanh thể sẽ sanh làm chúng sanh thuộc người lạc vô nhân. Người lạc vô nhân là người mà không có trí tuệ, không có hiểu biết bình thường, như là người bệnh đau nè, những người tật nguyền nè, những người bị sứt môi, đuôi mù từ trong bụng mẹ, thì những người này là gọi là người lạc vô nhân nha quý vị. Còn có những người mà bị tật nguyền, sống giống như khi sanh ra mà bị tật nguyền rồi thì mình không có tính, giống như mình đang đi mà mình bị xe đụng rồi mình bị tật như vậy thì mình không phải là người lạc vô nhân nha quý vị. Có nhiều khi mà mình do tai nạn xe cộ hay chuyện gì đó thì không có phải, mà phải là từ trong bụng mẹ mà ra thì mới gọi là người lạc vô nhân. Rồi cái phụ chú kế tiếp là cái tâm quan sát thọ hỷ đó. Tức là cái tâm quan sát ở trong cái tâm vô nhân, mình có một cái tâm quan sát nữa là tâm quan sát thọ hỷ. Thì nó làm sao? Nó làm thêm một việc thập di. Chỉ làm thêm một việc thập di thôi. Đây là cái tâm, ở đây là quả thiện, là cảnh đẹp. Có nghĩa là cái tâm thọ hỷ chỉ làm có hai phần sự, là nó quan sát và nó thập di. Và sa thú huynh lý đúng rồi, khi mà ở trong thai, mà từ trong bào thai, mà từ trong trứng á, mình mới tính là người lạc vô nhân.
Còn ở trong bào thai mẹ mà mình lớn lên cỡ 5-6 tháng, rồi mẹ đi đường, mẹ bị đụng xe hay là bị tai nạn, rồi nó dập vô cái bào thai, rồi nó bị giống như bị cấn vô, rồi em bé nó bị hư cái chân từ cái tai nạn của người mẹ, cũng không gọi là người lạc vô nhân nha quý vị. Tức là từ trong cái trứng của mẹ sanh ra natural, tự nhiên của nó, thì mình mới gọi là người lạc vô nhân. Còn người mẹ bị tai nạn không có tính. Dạ, sa thú sư huynh. Nguyên Như xin quay lại là cái tâm quan sát thọ hỷ chỉ làm thêm một việc thập di ngoài việc quan sát thôi. Có nghĩa là tâm quan sát thọ hỷ này sẽ làm một cái tâm quan sát và làm thêm một cái tâm thập di. Rồi có một cái điểm đặc biệt nữa là chư Phật và chư vị A-la-hán cũng có tất cả 23 cái loại tâm quả. Thì làm sao? 23 loại tâm quả này gồm có 8 tâm quả đại thiện, 8 tâm quả thiện vô nhân và 7 tâm quả bất thiện. 7 tâm quả bất thiện do nghiệp đã gieo trong quá khứ đến khi nhập diệt niết bàn mới hết. Tức là 23 loại tâm nè. 8 tâm quả đại thiện, 8 tâm quả bất tám tâm quả đại thiện, 8 thiện vô nhân và 7 tâm quả bất thiện. Do nghiệp đã gieo trong quá khứ đến khi nhập diệt niết bàn mới hết. Những cái vị mà có tâm quả sắc giới và vô sắc giới thì chỉ có ở những vị đắc thiền mà thôi. Tức là những vị giống như, thí dụ như người nào trong chúng ta đi, mình ngồi thiền, mình mà mình đắc thì được thiền sắc giới và vô sắc giới đó, mà mình có thể giữ được cái tâm thiền đó khi mà mình chết đó, thì mình sẽ đắc, mình sẽ, lúc mà mình chết mình đắc thiền, thì mình sẽ có những cái tâm quả sắc giới và vô sắc giới. Còn bình thường thì mình không có cái tâm quả sắc giới và vô sắc giới nha quý vị. Cái tâm quả này Quy Như xin nhắc lại là những cái vị nào mà đắc thiền mới có những cái tâm này. Rồi Quy Như xin đi qua nguyên nhân của việc tử. Tử là sự diệt tận của mạng quyền, là cái thứ nhất. Thứ hai là sức nóng. Và thứ ba là thức của một cá nhân. Có nghĩa là khi Nguyên Như sẽ bỏ vào cái chữ là 7 tâm quả bất thiện vô nhân. Dạ, mình thiếu cái chữ đó. 8 tâm quả đại thiện, 8 tâm quả thiện vô nhân và 7 tâm quả bất thiện vô nhân. Sa thú sư huynh, một chút xíu Nguyên Như sẽ bỏ vô lên thêm. Dạ, nguyên nhân của việc tử tức là khi nào mà mình báo tử một người đó, tức là làm sao phải có 3 chuyện thì mình mới nói người đó là chết được. Thứ nhất là sự diệt tận của mạng quyền. Thứ hai là sức nóng. Và thứ ba là thức của một cá nhân. Tử chỉ là sự chấm dứt tạm thời của thân ngũ uẩn. Tức là sao quý vị? Tức là khi mà cái thân ngũ uẩn mình á, cái danh với cái sắc của mình á, mà nó chấm dứt á, thì mình gọi là tử. Có nghĩa là những cái người mà mình nói đây, ồ người này chết, người kia chết á, cái đó là chết giả phải không quý vị? Thành ra khi nào mà quý vị chết thiệt vậy? Tức là khi nào mà quý vị đắc quả A-la-hán đó, quý vị mới chết thiệt, cái đó là chết luôn á, không có tái sanh nữa mới là chết thiệt. Còn mình á, mà mình đi đám ma, rồi mình nói cái vị này tịch, vị kia tịch đó, rồi mình nói với nhau đó, ồ hôm nay mẹ tôi mất, hôm nay ba tôi mất đó, là mình chỉ nói, mình chỉ khóc những cái chết á thôi. Thành ra chừng nào mà mình có khóc về một người nào quá đó, mình thấy mình cũng hơi vô lý, tự người ta chết giả mà sao mình khóc thôi quý vị. Mà một cái vị mà chết thiệt đó là cái chết của bậc A-la-hán. Tại vì sao cái vị này chết và chết thiệt một lần rồi đi luôn đó, không có quay trở lại đây nữa, là chết thiệt đó. Tử chỉ là chấm dứt tạm thời của thần ngũ uẩn. Rồi mạng quyền. Mạng quyền là sao? Mạng quyền là khả năng gìn giữ đời sống. Thì mạng quyền có hai loại, là danh mạng quyền và sắc mạng quyền.
Danh mạng quyền ở đây, nó chính là tâm sở mạng quyền, có khả năng gìn giữ tâm sở và tâm cho được sống còn. Ở đây là cái về mình và nói về thức. Còn sắc mạng quyền là nói về cái sắc pháp, là gìn giữ cái thể chất và cái sắc pháp cho được tồn tại. Tức là khi mà mình nói về cái mạng quyền, mình phải có hai phần là danh và sắc. Danh là cái tâm sở mạng quyền, có thì cái tâm sở mạng quyền nó gìn giữ cho tâm và các tâm sở. Và cái sắc mạng quyền nó gìn giữ chỉ là cái phần thể chất và sắc pháp mà thôi. Khi mà mình nói cái sự chết á, thì mình phải nói là cái sự chấm dứt của cả hai luôn, của danh mạng quyền và của sắc mạng quyền, thì mới gọi là cái sự chết được. Cái phần, cái này sự chết á, là mình chỉ nói về cái phần mạng quyền thôi nha. Tiếp tục thì mình nói sự chết là mình phải nói về cái sức nóng nữa. Khi mà một cái người mà còn đang ấm thiệt là ấm đó quý vị, quý vị không có nói người ta chết được đâu. Cái người đó phải trở lạnh, phải lạnh ngắt luôn. Rồi mình mới tuyên bố là cái người này chết được. Cái người này còn nóng mà người cái thân còn mềm, còn nóng như vậy, thì mình không có thể nào mà mình báo tử được. Quý vị nhớ cái chỗ đó ha. Rồi cuối cùng là sao? Cái tử tâm là cái thức tử của một cái chúng sanh nữa. Nó xuất hiện, có nghĩa là sát na tử phải sanh lên. Tức là phải có ba chuyện này, phải có mạng quyền, cái sức nóng và cái tâm tử nó sanh lên thì mới gọi là cái người này chết được. Tức là nguyên nhân của việc tử phải có ba cái chuyện này xảy ra. Rồi có nguyên nhân của việc tử. Cái bài này như xin đi qua hết những cái phần này ha, nó cũng hay lắm mà nó cũng không có dài lắm đâu quý vị. Nguyên nhân của việc tử thì có bốn cái nguyên nhân mà sanh ra cái sự tử. Thì thứ nhất là khi mà tuổi thọ diệt, có nghĩa là mình hết tuổi thọ rồi đó. Tức là có những vị bây giờ có thể là khoảng 80, 85, 90 là mình thấy ok cái tuổi thọ nó gần hết, là mình nhìn một cái ông già thì mình biết á là này có thể là một cái nguyên nhân của sự chết. Thành ra ví dụ mình nói ồ bà tôi 100 tuổi thì bà chết, thì cái chuyện đó mình thấy là đương nhiên ha quý vị. Đó là một trong những nguyên nhân của cái sự tử. Thứ hai là nghiệp diệt. Hồi nãy là tuổi thọ diệt ha. Cái thứ hai là nghiệp diệt, tức là hết phước trước cái tuổi thọ, cái nghiệp họ tàn rồi. Có nghĩa là sao? Có nghĩa này là cái người này cái tuổi chưa có tới, có tới khoảng 80, họ có thể là tới 50, có thể tới 60, mà cái nghiệp của họ nó tới rồi, nó hết cái nghiệp họ ở đây rồi, họ không có còn phải cần gì mà bám víu với trần gian nữa, họ cũng có thể ra đi quý vị, chứ không phải là lớn tuổi mới đi được. Có những người họ cũng chết sớm, có những người chết 40-50 tuổi, từ sao? Từ cái nghiệp họ tàn rồi, hết nghiệp của cái, tức là sao? Hết nghiệp của cái nghiệp làm người đó. Họ có thể là, họ sướng quá, họ có thể đi lên cảnh giới chư thiên, chẳng hạn như là mẹ của Đức Bồ Tát đó, khi mà sanh ra ngài thì sao? 7 ngày thì bà Băng Hà, thì người ta nói, mình không thể nói là bà hết tuổi thọ được, mà mình phải nói là có thể. Mình phải nói đúng hơn là bà hết nghiệp, tự vì phước của bà nhiều quá, bà không có nghiệp để làm một cái chúng sanh trong cõi dục giới nữa, mà bà phải làm chúng sanh trong cái cõi nhân loại nữa, như xin sám hối, mà bà lên trời là cái nghiệp của cõi nhân loại của bà không còn, thì bà tới cái vị chư thiên. Thành ra đây là một cái nguyên nhân tử thứ hai là nghiệp diệt. Và cái nguyên nhân mà sanh ra sự chết thứ ba là cả hai đều diệt. Tức là sao? Cái tuổi thọ cũng hết mà nghiệp cũng hết luôn. Có nghĩa là cái người này á là theo cái nhân gian mình á là người này chết rất là có phước có phần. Tức là khi mà khoảng 100 tuổi rồi á là người này lớn tuổi rồi và cái nghiệp không còn nữa, thì người này ra đi với cái sự hạnh phúc, với cái sự nhẹ nhàng, không có còn tiếc nuối. Người chung quanh cũng nhẹ nhàng, cái người đi cũng nhẹ nhàng, không có còn tiếc nuối gì hết tới cả nhà. Và cái nguyên nhân sự tử thứ tư này thì cái chỗ này là làm cho mình rất là bức xúc, rất là buồn, rất là khổ, vì cái nguyên nhân thứ tư này đây cả nhà, tức là sát nghiệp, hoặc là gọi chết bất đắc kỳ tử đó cả nhà. Tức là cái vị này dù là tuổi thọ vẫn còn,
phước vẫn còn nha quý vị, tuổi thọ còn, phước còn luôn, nhưng mà do một cái sát nghiệp hoặc là nghịch nghiệp hoặc là ác nghiệp xen vô một cách bất thình lình, cho nên vị này gọi là chết bất đắc kỳ tử. Có những người ra đang tuổi rất là còn trẻ, khỏe, mạnh, có làm rất là giỏi, thấy mình thấy người này rất là phước đức, có thể là 18, 19, 23, 30, 40, mà cái vị này sao? Tự nhiên cái lăn đùng ra chết vì một cái lý do có thể là hợp lý, có thể là lý do rất là không đâu. Mà cái vị này chết là sao? Tức là do sát nghiệp, tức là có thể là do nghịch nghiệp, do những cái ác nghiệp của thời quá khứ nó xen vào một cách rất là bất thình lình, thì mình gọi là chết bất đắc kỳ tử nha quý vị. Rồi như có một cái thí dụ cũng rất là hay đây, là ví dụ về cái cây đèn dầu. Một cái cây đèn dầu đó quý vị, thì nó có hai phần, nó có một cái tim đèn và nó có dầu, không quý vị? Thì mình giống một cái cây đèn dầu đó, có tim đèn và có dầu. Thì mình lấy ví dụ cho mình dễ hiểu nè. Cái một người, cái tuổi thọ của mình á, chính là cái tim đèn. Và cái nghiệp của mình á, là cái dầu ở trong đo cây đèn. Thì ví dụ ở đây cho mình dễ hiểu là trong cái sự tử, khi mà mình nói cái nguyên nhân thứ nhất là hết tuổi thọ, tức là cái đèn này nó hết tim rồi, cái phần trắng trắng mà mình bỏ vô cái cây đèn dầu hồi mà ở bên Việt Nam đó, nếu mà vị nào ở hải ngoại đây thì quý vị nhớ cái đèn dầu mình đốt mỗi khi cúp điện đó cả nhà, thì nó có cái tim đèn đó, thì khi nào mà cái tim đèn mà hết á thì quý vị cứ thấy là nó hết tuổi thọ ha. Rồi sao nữa, cái hai là nghiệp diệt, có nghĩa là khi mà cái đèn nó hết dầu rồi á, nó có cái tim cũng như không, phải không quý vị? Quý vị muốn đốt cái đèn cho nó cháy thì quý vị phải có dầu và phải có tim. Cái trường hợp thứ nhất là nó hết tim, là tức là hết tuổi thọ. Cái trường hợp thứ hai thì hết dầu, tức là cái nghiệp đó diệt rồi, nó hết cái nghiệp rồi, nó cũng không cháy nữa, không cháy là hết sống rồi đó. Rồi cái thứ ba là sao? Nếu mà cái cây đèn dầu này nó không còn tim mà nó không còn dầu nữa thì quý vị nghĩ sao? Nó đương nhiên là nó tắt rồi. Thành ra cái chuyện đó là mình nhìn vô cái cây đèn, nó không còn tim mà nó không còn dầu thì tắt, thì quý vị thấy nó có thỏa mãn không? Mình không có gì ấm ức nữa, phải không? Đó. Cái rồi cái phần thứ tư là sát nghiệp, có nghĩa là sao? Cái tim đèn nó còn, cái dầu nó cũng còn luôn. Cái đèn nó đang đốt vậy á, tự nhiên có một cơn gió nó thổi qua cái ào vậy, nó làm cho cái đèn nó bị tắt mất đi. Thì lúc đó mình mới ấm ức. Trời đất ơi, thiệt tình á, đang cháy ngon lành này có gió ở đâu á, bực mình quá, nó làm cho cái đèn này nó mất. Thành ra cái sự việc mà làm cho cái nguyên nhân mà làm cho mình ấm ức nhất về cái sự tử mà mình bức xúc, mình ấm ức, mình không có chấp nhận, mình cứ là nuối tiếc đó, chính là cái nguyên nhân sát nghiệp này đây. Thành ra khi mà mình ôm lại bốn cái lý do, bốn cái nguyên nhân làm của cái việc tử này, thì khi mà quý vị ngồi ngẫm nghĩ lại đi, tất cả sự tử của thế gian nó không bao giờ nó tránh khỏi bốn cái nguyên nhân này, không quý vị? Nếu mà quý vị người nào mà có được cái nguyên nhân thứ tư á, thì tuần sau có thể giơ tay lên phát biểu. Có thể là sư huynh lý rất là thông minh kiếm được cái nguyên nhân thứ năm. Chứ thiệt ra là trong sách nói là gói gọn chỉ có bốn, trên đời trời đất trong 31 cõi chỉ có bốn nguyên nhân sanh ra cái việc tử này thôi. Tức là theo thí dụ cây đèn thì hết tim, hết dầu, hết tim và hết dầu, và còn tim còn dầu nhưng bị gió thổi. Và bây giờ là 10 giờ 38 phút. Nguyên Như xin chấm dứt bài học ở đây. Cũng sa thú đúng cái giáo trình hôm nay thì cái bài thì cái bài này là mình cũng theo sát cái bài ở trong sách đây, thì cũng rất là hay, phải không cả nhà? Và Nguyên Như xin dừng bài lại ở đây. Và hôm nay Nguyên Như giảng, Nguyên Như ôm, có cái chỗ nào mà Nguyên Như có nói sai thì Nguyên Như xin mời cả nhà có thể cùng ôm. Và Nguyên Như xin quay lại chỗ hồi nãy là có bảy tâm quả bất thiện vô nhân, Nguyên Như sẽ thêm liền để lần sau nhà mình cái bài đúng. Và sa thú một lần nữa, sư huynh lý đã nhắc nghe Nguyên Như bỏ vào đây thiếu cái chỗ này. Và bây giờ Nguyên Như con xin kính thỉnh chư tăng, xin kính thỉnh sư Thanh Tâm, xin kính thỉnh sư Pháp Trang, có thể
cải chánh tri kiến cho Nguyên Như nếu mà chỗ nào sai. Và Nguyên Như xin kính mời đạo tràng, kính mời ăn tính pháp, kính mời Quỳnh Lý, kính mời chị Hồng Nhung, kính mời cả nhà nếu mà Nguyên Như có chỗ nào sai. Và nếu mà không có chỗ nào sai thì cái chỗ nào mà quý vị tâm đắc nhất, quý vị cũng có thể lên nói thêm cái chi tiết mà quý vị biết mà Nguyên Như chưa được biết, để cả nhà còn còn có thêm một cái, những cái để học hỏi và để bổ sung vào bài. Và Nguyên Như xin kính mời đạo tràng ạ. Alo, alo ạ. Dạ, không biết đạo tràng có nghe nói được không ạ? Dạ, tại vì thưa sư, con đang sử dụng điện thoại nên là con không biết xài. Không biết đạo tràng có nghe được không ạ? Dạ, con xin có ý kiến. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ quý sư. Con kính đảnh lễ quý cô tu nữ. Kính chào các anh chị. Dạ, con xin nói nhưng mà con cũng không biết là có bị chen hàng với ai không, tại vì con không nhìn thấy ai hết. Dạ, con xin nói về cái phần như thế này. Ở cái phần ghi chú đó Nguyên Như, thì trong này đó Nguyên Như có ghi là những tâm quả dục giới hữu nhân chỉ sanh lên trong những cõi dục giới. Thì cái chỗ mà chỉ sanh lên á, thì theo ý mình á, thì mình nên ghi là tục sanh, cho tục sanh ở những cõi dục giới, thì nó sẽ rõ ràng và nó phân biệt với cái câu ở dưới là tâm thiện dục giới có thể sanh lên. Tức là hai cái phần này nó là về tâm quả và tâm thiện, nhưng mà mình dùng cái chữ là sanh lên thì nó hơi hơi khó hiểu một chút. Thì đó là cái ý kiến của mình. Thì đạo tràng và Minh Như xem lại xem mình như vậy, mình nói như vậy thì có được hay không. Rồi cái phần kế tiếp là cái phần qua cái phần mà ghi nhớ. Thì ở đây á, là trong cái bài của mình á, là phần hộ kiếp là hộ trì kiếp sống, khi tục sinh xong gìn giữ kiếp sống của người đó cho đến khi chết. Là đúng rồi, tức là cái dòng hộ kiếp của mình nó sẽ liên tục từ lúc tục sinh cho đến khi chết. Nhưng mà ở đây nó mình cũng phân biệt thêm là cái dòng hộ kiếp này nó sẽ chấm dứt khi có cảnh đến, tức là khi mà có cảnh ngoài kia, hoặc là cảnh của năm cảnh bên ngoài và cảnh lộ ý bên trong đến, thì cái dòng hộ kiếp này nó sẽ chấm dứt, và khi cảnh và sau đó thì hộ kiếp trở lại. Tức là mình không biết là có nên thêm ở cái chỗ này không, vì mình đọc như vậy thì nó sẽ là liên tục từ lúc sanh ra cho tới khi chết, thì mình thấy nó là như vậy. Còn cái phần mà tâm tử thì tâm sẽ tử cũng là tâm quả đó, thì mình nghĩ là tâm tử cũng sẽ là tâm quả đó. Cái chỗ này nó cũng không, theo ý mình là như vậy, thì Minh Như xem lại như thế nào ha. Rồi cái phần na cảnh á, thì là thập di mót hưởng cảnh dư của lộ đồng tốc, của dòng tâm thức khởi lên với cảnh rất lớn. Thì ở đây bổ sung thêm nữa là cảnh rất rõ cho lộ ngũ và lộ ý luôn. Rồi cái phần nữa là phần về phụ chú, hai tâm quan sát thọ xả. Thì ở hai tâm quan sát thọ xả thì nó làm năm việc, ở đây thì ghi bốn việc, tức là tục sinh, hộ kiếp, tử, thập di. Và nó còn làm thêm cái việc nữa là việc quan sát. Nhưng mà ở đây thì nó chưa có cho vô việc quan sát. Thành ra chỗ này nó phải là năm việc. Còn đại quả, tâm đại quả thì làm bốn việc như thế này là đúng. Nhưng mà tâm quan sát thọ xả thì phải làm năm việc. Còn tâm quan sát thọ hỷ thì làm hai việc là đúng rồi. Còn ở chỗ mà bảy tâm quả bất thiện, thì theo như mình thì như vậy là đủ rồi, không cần cho chữ vô nhân vô, vì tâm quả bất thiện thì nó chỉ có ở trong vô nhân thôi, chứ nó không có ở hữu nhân. Thành ra là mình không cần thêm vô nhân. Đó là theo ý kiến của mình, là bảy tâm quả bất thiện thì mình phải hiểu nó là vô nhân chứ không thể nào nó là hữu nhân được. Rồi
cái dòng mà những tâm quả sắc giới và vô sắc giới thì chỉ ở những vị đắc thiền. Nếu chết đắc thiền thì sẽ có những tâm này. Thì cái câu này nó chưa được cái rõ nghĩa chỗ là nếu chết đắc thiền thì sẽ có những tâm này. Mà chỗ này mình nên ghi là cái tâm quả đắc thiền này á, nó sẽ có khi mà mình ở kiếp sanh báo nghiệp, tức là kiếp thứ hai. Còn đây là nếu chết đắc thiền thì nó cũng là như vậy, nhưng mà nó chỉ thể hiện ở cái tâm mà là sanh báo nghiệp, tức là cái tâm thứ bảy thôi, ở cái động lực thứ bảy thôi. Thế thì nếu mà mình ghi là nếu chết đắc thiền thì sẽ có, thì nó cũng hiểu như vậy đó. Nhưng mà mình có thể mình cân nhắc mình ghi những từ khác cho nó rõ ràng hơn hay không, thì đó là ý kiến của mình. Dạ thôi, mình chỉ có ý kiến như vậy. Thì có gì thì Nguyên Như và đạo tràng xem xét, nếu không đúng thì bỏ qua. Dạ, xin cảm ơn đạo tràng. Dạ sa thú chị. Cái chỗ hồi nãy em coi lại chỗ chị nói là cái phần phụ chú đó cả nhà, hai tâm quan sát thọ xả, thiện và bất thiện á, hồi nãy chị nói là thiếu cái chỗ quan sát, là cái làm nhiệm vụ quan sát để thành năm việc, thành ra thầy mới ghi là làm thêm bốn việc nha cả nhà, chứ không phải là làm bốn việc, thầy có chữ thêm, có nghĩa là ngoài cái tâm quan sát đó, họ thêm bốn việc là tục sinh, hậu kiếp, tử và thập di. Tự vì cái tâm quan sát đó là làm quan sát rồi thì thầy nói là làm thêm bốn việc. Dạ, em chỉ bổ sung chỗ đó được. Dạ, sa thú. Dạ, sa thú, xin mời cả nhà. Xin mời cả nhà, Quân Như xin xuống mic đài. Dạ, Nam Mô Bụt Đa, dạ, Nam Mô Tham Ma, dạ, Nam Mô Sang Kha, dạ. Dạ, không biết cả nhà nghe rõ. Cảm ơn Nguyên Trang. Nguyên Như ơi, để đặt câu hỏi nữa, Nguyên Như có thể giải thích rõ hơn là cái tâm tâm quả này nó có những cái phần sự tục sinh, hộ kiếp, Phật tử, thì thôi để... nói luôn là tại vì cái chỗ này là cái chỗ mà hồi xưa con cũng có chút confused, thì con nghĩ rằng cái điểm này là cũng điểm nó cũng khá phức tạp để mà hiểu. Thì cái tâm quả này đó, nó có chức năng là tục sinh, độ kiếp, tử, và ở đây không có nói mót là vì nó là môn, nó dẫn dắt chúng sanh vào cái cõi. Thì cái cõi mà quyết định mà chúng sanh dẫn dắt vào đó, nó tùy theo cái tâm, cái dòng động lực mà cận tử nha. Ở đây môn cái chỗ này muốn dễ hiểu như thế này. Cái ví dụ như là chị Nguyên Như hay chị Nguyên Trang đi cắt tóc, đi muốn đi cắt tóc, thì hiện tại là cái tóc nó đang dài, thì bước vào cái tiệm cắt tóc phải bước qua cánh cửa, thì cái cánh cửa nó dẫn từ ngoài đường vào cái tiệm cắt tóc là hai cái thế giới. Cái thế giới ngoài thì chưa, người ta đi tới đi lui là phàm, làm những công chuyện ở ngoài đường, nó không có cắt tóc ở trong ở ngoài đó. Và bước vào tiệm á, thì là cái tiệm nó có những cái người thợ người ta cắt tóc, thì bước vào cánh cửa, thì cái cánh cửa mình bước vào á, cũng là cái cánh cửa sẽ bước ra đó. Cho nên là cái tâm tử, tâm mà làm cái chức năng tục sinh á, và cái chân tâm mà làm chức năng là tâm tử đó, mà do cái tâm quả nó là chức năng của tâm quả đó, thì tục sinh bằng tâm nào thì tâm tử bằng tâm, tâm tử bằng tâm đó. Nhưng mà phải hiểu rằng khi mà Nguyên Như bước vào cắt tóc rồi đó, mà khi bước làm lúc bước vào là cái người có tóc dài, nhưng mà lúc bước ra thì có thể là tóc lúc đó là chuẩn bị đám cưới nè, tóc có thể là tóc quăn, tóc ngắn. Thì cái trạng thái của mình mới bước ra đó, nó tùy theo những cái pháp, những cái nghiệp đã tạo ở trong cái ngôi nhà đó. Thế ví dụ như chúng ta đang ở trong ngôi nhà dục giới mà của kiếp làm người đi, thì trước đây ta
chúng ta từ đâu đến chúng ta không có rõ, nhưng mà cái tâm mà tâm tục sinh đó, mà nó dẫn dắt chúng ta đi vào cái cõi này cũng là cái tâm, nó cũng làm cái là cái ân tâm quả này, là nó cũng làm cái chức năng tâm tử cho chúng ta, là cái môn đó, làm sao để thấy. Và cái đó không hiểu cái câu đó. Thì xin nói tiếp nữa, cái chỗ này nó rất quan trọng là nhưng mà cái kiếp tiếp theo á, cái trạng thái của tiếp theo thiện hay bất thiện á, sẽ lên thiên đàng, sẽ là lên chữ cõi thiên, hoặc là tiếp tục làm người, hoặc là đi vào những bốn cảnh khổ á, là do cái động lực mà cận tử và cái tâm mà giống như hồi nãy Nguyên Như nói là cái tâm thiện á, là trở trường hợp nếu là cái tâm thiện á, là cái dòng động lực cuối cùng á, trước khi cái tâm này nó rời khỏi cái sắc pháp như vậy á, thì cái đó, cái tâm đó nó quyết định cho cái tâm tục sinh kế tiếp theo. Tức là tâm tục sinh và tâm tử của kiếp này là một tâm, nhưng nó không chắc chắn nó sẽ là tâm tục sinh của kiếp sau. Tâm nó chỉ tâm quả này là chỉ môn, là môn thôi, là cánh cửa thôi. Còn cái người bước vào và cái người bước ra, cái trạng thái nó làm sao, lúc bước vào tóc dài, lúc bước ra tóc ngắn hoặc tóc ngắn, là cái chuyện mà ở trong ngôi nhà nó làm gì với bộ tóc đó. Dạ, thì đưa ra một cái ví dụ như vậy để chúng ta có thể dễ hiểu và dễ nắm bắt hơn cái chức năng và cái vai trò của tâm quả cũng như cái tâm quan sát. Dạ, con xong phần chia sẻ này, con xin dừng tại đây vì cái thời gian cũng đã quá giờ. Dạ, xin mời MC. Dạ, con xin cảm ơn. Nắc mô Bức Thầy Giá, Nắc mô Thầm Mà Giá, Nắc mô Sàng Thầy Giá. Dạ, cho thêm 2 phút đi, có vị nào có ý kiến gì không? Anh Thính Pháp có ý kiến gì không? Có thể anh Giang Nhật Hà có ý kiến gì không? Nói thêm 2 phút nữa đi. Cũng không sao đâu, lỡ trễ rồi. Còn có ai có ý kiến không thì mình lên trước khi mà mình có thể thỉnh Sư Pháp Trang chúc phúc cho Đạo Tràng. Nếu mà chị Nguyên Trang hôm nay có đọc kinh nổi thì chị cho Nguyên Như biết ha. Cho xin bằng tay. Từ hôm nay không có chị Hà. Dạ, Nguyên Như xin xuống mic, xin mời Đạo Tràng ạ. Có ai còn bàn tay giơ lên cho Nguyên Như biết ha. Như vậy là không có ai có thêm hôm bài hôm nay cũng hay có cái gì ha. Cái mà chị Nhung đưa ra cũng rất hay, cái mà anh Lý ôm lại cũng rất là hay. Tức là khi mà mình đi vào cái nhà và đi ra là hai cái khác nhau. Có nghĩa là tục sinh tâm nào thì tử tâm đó. Nhưng mà tử tâm nào thì không phải tục sinh tâm đó, là cái chuyện khác nữa nha quý vị. Chỗ đó mình cẩn thận. Dạ, dạ rất là quan trọng. Thành ra mình phải cẩn thận cái lúc mà nhiều khi mình làm phước cả đời. Cái cuối cùng mới cái mình dọt ra một cái tâm bất thiện, ganh tị hay là gì đó, ân hận, sầu bi, khổ, u não đó, là cái khúc cuối đó là giống như mình có hay học với nhau là khi mà mình mở một cái cửa của cái chuồng bò đó, bất cứ cái con bò nào mà ở gần cái cửa đó thì nó chạy ra trước. Thành ra làm sao mình ráng mình làm cái chuyện thiện để mà cái tâm mình á, bất cứ cái lúc nào á, nó cũng là thiện hết. Chứ mà tâm mình mà thường thường sân, mình cứ ém nó rút mà cái tâm tử lợi là cái phần còn lại nó yếu quá đó quý vị, là nó văng ra toàn là bò mà có sừng có móng là bò điên thôi, nó chạy ra trước là mình chết chắc. Dạ, con thấy thời gian cũng vừa phải lẽ, con xin kính thỉnh Sư Pháp Trang có thể thay mặt chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay, bạch sư. Dạ, Nguyên Như xin kính mời chị Nguyên Trang có thể hồi hướng cho đạo tràng sau khi Sư Pháp Trang tụng kinh. Dạ, Nguyên Như con xin kính dâng mít lại cho Ngài ạ. Dạ, Mô Phật, Nam Mô Bụt Đà Giá, Nam Mô Đầm Mà Giá, Nam Mô Sàng Khà Giá. Sư thấy hình như Sư Pháp Trang không có trước máy. Như vậy sư xin phép sư Pháp Trang để
phúc chúc cho đạo tràng nha. Avatu sappa mangalang rakhan tu sappa devata sappa buddha nuva ve nasada sothi bhavan tu te. Avatu sappa mangalang rakhan tu sappa devata sappa dhamma nuva ve nasada sothi bhavan tu te. Avatu sappa mangalang rakhan tu sappa devata sappa sangha nuva ve nasada sothi bhavan tu te. Tất cả hạnh phúc hằng đến cho người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu nghĩ não, cho được thành tựu mỹ mãn, sa thú lành thay. Sa thú lành thay. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Thanh Tâm đã từ bi hoan hỷ chúc phúc cho đạo tràng của chúng con sau khi thính pháp ạ. Dạ, kính cảm ơn Niên Dư đã chia sẻ và học ngày hôm nay với đạo tràng ạ. Dạ, sau đây con kính mời đạo tràng cùng con hồi hướng sau khi thính pháp ạ. Dạ đề quá ta san ti vi ha ra wa si ni thu bê ca rê bô thi ca rê ta hên ta hên ta tham ma đa nê na pha văn tu bù chi ta sô tinh ca rô tê tha vi ha ra man đa lê thê ra cha mát cha na vá ca cha phết ca vô sa ra mi ca đa na bá ti u pa sa ca Gama cha de sa ni gama cha isara sapa na futa sukita fa wantu te cha la pu cha ye bi cha anda sam fa wa san se da cha ta ta wo pa pa ti ka ni ya ni kam tham ma wa rang pa ti cha te sam be bi dukha sakaron tu sang kha yang Tha tu chi rang sa tang tham mô tham ma tha ra cha bu.